Vâng, thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một mẫu xe Toyota Camry với phiên bản số tự động 2.4 nha các bác nhé. Đấy, cái dòng này thì bản 2.4 rất là ít. Con này thì sản xuất năm 2003, biển 36 05910. Xe thì hiện tại đang có mặt tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn. Đấy, bác nào có nhu cầu cần quan tâm đến mẫu xe Toyota Camry này thì liên hệ với em nhé. Đấy, xe rất đẹp. Với cái dòng Camry này thì cũng đã bán cho các bác rất nhiều và cũng đã giới thiệu cho các bác rất nhiều những cái chi tiết cũng như là option của cái dòng xe Toyota Camry này. Thì dòng này thì nó có cái đặc điểm nổi bật nhất của dòng Camry, đó là ăn chắc mặt bền và một cái mẫu xe về cái vấn đề là chi phí vận hành, chi phí sửa chữa rất ít đối với cái dòng Camry này. Đấy các bác nhé, về cái phần chi phí mà để vận hành của mẫu xe Camry này được đánh giá là gần như là nó quá thấp khi các bác bỏ một cái mẫu tiền ra mua cái mẫu xe này, cũng như là tỷ lệ trượt giá của dòng xe này là quá ít rồi. Đấy, tuy là cái đời sâu như 2003 bây giờ tầm 275 triệu mẫu này, nhưng mà các bác chạy có thể là vài năm nữa nó không xuống giá mấy. Mà cái chạy cái dòng này thì một năm thì các bác cái chi phí vào cái dòng xe này nó quá ít so với những cái dòng xe khác, nên là đi Camry vẫn là sướng. Đấy, và hơn nữa là ngồi cái lái cái dòng Camry này nó chắc và nó êm hơn rất là nhiều những cái dòng xe kia. Đấy, cái dòng Camry này chạy nó đầm, khi vào sóc các bác cảm thấy nó êm hơn nhiều. Về tổng thành chi tiết của xe thì qua nhìn ạ, xe thì con này về bên em đã cũng có cho sơn tỉa này, có đánh bóng trước đầy đủ hết rồi, nên là gọi là đã dọn sẵn rồi. Các bác mua về là chỉ việc sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ gì nữa của cái mẫu xe Toyota Camry nữa cả. Đấy, bản này bản 2.4 coi nhé, chứ không phải bản 3.0, bản 2.4, vì vậy là mức giá nhiên liệu của nó tương đối hợp lý luôn. Đấy, các bác mua cái dòng xe này về là chỉ có sẵn sử dụng thôi, chả phải làm cái gì nữa đâu. Đấy, tổng thành chi tiết thì em quay cho các bác đây. Về thân vỏ bên ngoài thì đã đánh bóng rất là kỹ rồi, vì vậy là cái nước sơn của nó rất bóng. Đấy, các bác hoàn toàn là không phải bỏ 1.000 nào về cái phần chi phí về phần ngoại thất cũng như là nội thất. Về xe về bên em thì đã được kiểm tra cũng như là dọn dẹp rất là kỹ về cái tổng thành chi tiết của xe rồi. Đấy, các bác nhìn thấy ạ, màu đen rất bóng rất đẹp. Và về cái phần nội thất của xe thì em sẽ cho các bác nhìn tổng thành về cái phần nội thất của xe với cái mẫu xe Toyota Camry này. Cái giá tiền 275 triệu một mẫu xe rất đẹp. Đấy, phải đánh giá là mẫu xe Camry này rất đẹp luôn các bác nhé. Đây, mẫu xe Toyota Camry đây. Đấy, xe rất đẹp. Các bác sẵn sử dụng không phải làm bất cứ cái gì. Tông nội thất màu kem, màu truyền thống của dòng Toyota Camry đây. Đấy, ghế cũng là rất đẹp, không có xước sát gì cả với cái dòng xe này. Bởi vì bên em bán chuyên Camry nên là những cái dòng Camry được tuyển chọn rất kỹ về cái chất lượng của xe. Đấy, còn cái phần nhựa nhất của xe Camry thì các bác xem đây. Đấy, đây phần nhựa của Camry đây, các bác nhìn này, nhựa của nó như khác gì nhựa một xe mới không? Bởi vì dòng xe Camry này đặc điểm của nó, cái phần nhựa của nó rất chất, riêng cái nhựa của Camry rất chất luôn. Đấy, dòng này thì nó được trang bị hai dư khí an toàn, phanh ABS, có màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, xe thì về sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ gì nữa cả các bác nhé. Số má mượt mà, trần vẫn là trần nỉ nguyên bản, đèn trần rất đầy đủ, không thiếu thứ gì cả. Đấy, nói chung về Camry thì giới thiệu cho các bác cũng là một cái vấn đề là quá đơn giản rồi, bởi vì dòng Camry nó không có nhiều những option hiện đại đâu. Đấy, nó không có nhiều những cái chi tiết option hiện đại để giới thiệu cho các bác. Đấy, vì vậy là những dòng này thì nó là thuộc những dòng xe ăn chắc mặt bền rồi. Đấy, ghế có thứ sạch sẽ, mua về là sẵn sử dụng thôi. Với cả hàng ghế phía sau đây, qua nhìn này. Đấy, với cả hàng ghế phía sau, qua nhìn không có một vết xước nào cả. Với về thần sơn si của dòng Camry thì nó rất đẹp đây, qua nhìn này. Đấy, cho các bác xem về phần khoang máy của xe này, kiểm tra luôn về khoang máy của xe. Nhưng Camry nó điều nó đẳng cấp một về từ trước giờ về chất xe. Máy móc đây các bác nhìn đây, máy móc của Camry đây các bác nhìn, không hoàn toàn là không phải bất cứ bỏ một tí nào về tiền nong sửa chữa của cái dòng này nữa cả. Đấy các bác nhé, máy móc cô giáo, lỗ êm, vào số mượt mà. Đấy, về sẵn sử dụng không phải làm bất cứ cái gì nữa cả, Camry mà rất là chất luôn các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Camry này với phiên bản, con này nó là 2.4 chứ không phải 3.0, 2.4 số tự động. Đấy, thì liên hệ với em qua số điện thoại 0829 777 777. Mẫu xe các bác gần Tết rồi, mua một cái mẫu xe về đi Tết, chở gia đình về quê hay là đi chúc Tết, chúng biết có cái mẫu xe mà đi nó hợp lý cực kỳ cho các bác luôn.
Đấy, trong thời điểm cuối năm này mua xe rất là khó. Đấy, những kiếm được những dòng xe cũ đẹp như này rất là hiếm luôn các bác nhé. Đấy, bác nào mua thì alo sớm cho em nhé.